Anh chị và các bạn thân mến, như bà ta đã có câu là thời nào thì tức đấy. Nhưng có lẽ là trong 20 năm trở lại đây thì có một cái sản phẩm, có một cái lĩnh vực mà nó luôn là chiếm một cái vị thế khá là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như là cái sự đầu tư và tăng trưởng trong giai đoạn gần 20 năm trở lại đây. Lĩnh vực đó thì không ai khác, không phải là lĩnh vực nào khác ngoài cái lĩnh vực mà chúng ta khá là quen thuộc, đó là lĩnh vực bất động sản. Thì trong những cái hội nghị về triển khai công tác bất động sản, công tác kinh doanh trong cái lĩnh vực nhà ở, đất nền và một số các cái vấn đề liên quan tới thị trường bất động sản năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019, thì có rất nhiều các chuyên gia trong ngành đưa ra những cái kỳ vọng về thị trường bất động sản trong năm 2019. Thì trước đây chúng tôi đã có một cái video dự báo về thị trường bất động sản có thể sẽ đi vào cái trạng thái khó khăn, thậm chí là các cái giao dịch sẽ bị hạn chế, thậm chí là không còn những cái giao dịch và đi vào cái trạng thái đóng băng từ đầu quý, tức là gọi là khoảng tầm quý 2 tới quý 3 năm 2019. Tuy vậy thì theo những cái gọi là quan sát gần đây thì chúng tôi phát hiện ra rằng là cái dấu hiệu của thị trường bất động sản thời đại điểm hiện tại là đầu năm 2019 thì đang có những cái dấu hiệu của sự chứng lại một cách rõ nét hơn và đến nhanh hơn so với những gì chúng tôi dự báo. Trong cái hội nghị triển khai công tác bất động sản năm 2019 thì các chuyên gia kinh tế lớn trong nước và ngoài nước đều cho rằng là cái luồng vốn, gọi là luồng vốn gián tiếp từ các cái nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào căn hộ tại Việt Nam cũng như là đất nền tại Việt Nam thì đang là luồng gió mới thúc đẩy cái động lực để tăng trưởng cái thị trường bất động sản trong năm 2019. Thì đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải khá là quan tâm và có thể là sẽ cần phải có những cái sự quan tâm thích đáng nhiều hơn nữa. Bởi lẽ trong cái lĩnh vực thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường bất động sản đến từ cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là các cái tổ chức cá nhân vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam để mua đất và kinh doanh. Thì cái việc mà nếu mà mua đất, mà thuê đất để mở các cái thương hiệu, mở các cái văn phòng đại diện hay là mở các trung tâm và buôn bán kinh doanh thì cái điều này là cái điều khá là tích cực. Tuy vậy thì cái câu chuyện đầu cơ tích trữ bất động sản để có thể là tạo nên những cái cơn sốt bong bóng trong cái thời gian sắp tới thì có lẽ là người Trung Quốc thì được coi là một trong những cái nguồn vốn mà dồi dào nhất trên toàn thế giới. Thì vốn của Trung Quốc đang hiện tại thì theo cái số liệu thống kê gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng là cái luồng vốn của Trung Quốc đang rút khỏi cái thị trường bất động sản toàn cầu. Thì chúng ta thì lại cho rằng là luồng vốn Trung Quốc đang được đẩy vào thị trường Việt Nam. Thì cái số liệu thống kê đánh giá thì chúng tôi không có số liệu chính xác. Tuy vậy thì theo một số cái phân tích của các chuyên gia trên thị trường bất động sản thì cho rằng là nguồn vốn này vẫn khá là dồi dào và họ vào Việt Nam với cái câu chuyện đầu cơ tích trữ và mua theo hướng là đẩy giá lên, thổi căng cái thị trường, cả cái thị trường ở khu vực Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và gần đây nhất là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì theo đánh giá chung trên toàn thế giới thì cái sự rút lui của các nhà đầu tư Trung Quốc thì thực sự là đây là một cái làn sóng có thể sẽ còn kéo dài trong năm 2019 sang đầu 2020. Thực tế thì cái việc này không khó để giải thích tại sao cái luồng vốn của người Trung Quốc lại rút đi trên các thị trường trên thế giới, bởi vì những cái căng thẳng gần đây của chiến tranh thương mại cũng như là nền kinh tế Trung Quốc đang có những cái dấu hiệu có xấu đi giữa cái tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số các cái vấn đề liên quan tới sản xuất và việc làm. Và thưa với anh chị em và các bạn là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc thì đang rút mạnh khỏi các thị trường bất động sản thương mại hàng đầu thế giới. Và xu hướng này có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2019. Đây là bình luận của tờ Wall Street cho hay. Và từ cái tờ báo này thì dẫn nguồn của một số cái công ty phân tích thì cho biết là các công ty và các nhà đầu tư tổ chức khác của Trung Quốc đã bán ra khoảng tầm trên dưới 300 triệu đô la Mỹ ở các cái khách sạn, tòa nhà văn phòng và bất động sản thương mại ở châu Âu trong quý 3 năm 2018 và tiếp theo
và tiếp tục trong quý 4 năm 2018. Trong khi là chỉ mua vào khoảng đâu đó chưa tới 60 triệu đô la Mỹ bất động sản thương mại tại các khu vực này. Và cũng cùng thời gian này thì các nhà đầu tư Trung Quốc đã bán hơn gần 1 tỷ đô la Mỹ bất động sản thương mại tại Mỹ và chỉ mua vào đâu đó khoảng 230 triệu đô la Mỹ. Và các nhà phân tích dự báo thì xu hướng nhà đầu tư Trung Quốc bán dòng bất động sản thương mại tại các thị trường lớn sẽ tiếp tục trong năm 2019. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang ưu tiên ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ nên khó có thể có chuyện Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp kiểm soát đầu tư nước ngoài. Và đồng nhân dân tệ đã giảm khoảng 5,7% so với đô la Mỹ trong năm 2018. Và do cái sự giảm giá, tốc độ kinh tế của Trung Quốc đang có cái sự tụt giảm như chúng tôi đã nói trong nhiều video gần đây, thì cái đồng tiền này đang được cho là có thể mất giá thêm so với đồng bạc xanh trong năm nay là 2019. Và đặc biệt trong trường hợp chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang thì cái đồng tiền này sẽ rớt giá nhanh hơn và nhanh như chưa bao giờ nhanh trong giai đoạn sắp tới. Và theo Tom Leahy, giám đốc cao cấp của tổ chức là Rest Capital, thì việc các nhà đầu tư Trung Quốc bán bất động sản thương mại ở Mỹ và châu Âu thì đó là cái điều dễ hiểu thôi, thì chúng tôi đã giải thích rồi. Hơn thế nữa thì cái bất động sản thương mại, tức là cái khu vực sử dụng để cho mở cái việc kinh doanh thương mại, thì rõ ràng cái cuộc chiến sức ép của cái cuộc chiến tranh và giữa Mỹ và Trung Quốc trong cái lĩnh vực thương mại thì rõ ràng sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho các cái trung tâm thương mại này có thể phát triển để bán các hàng hóa của Trung Quốc trên thị trường Mỹ và thị trường Âu. Do đó thì cái lĩnh vực này họ rút đi là cái điều khá là dễ hiểu. Ngoài ra thì cái chính sách trong nước của Trung Quốc cũng là một cái điểm khá là đáng lưu tâm, dẫn đến câu chuyện là các thị trường này bị bán mạnh ra là bởi vì cái chính sách của chính phủ Trung Quốc trong giai đoạn sắp tới sẽ là kiểm soát cái đầu tư vốn nước ngoài nhiều hơn. Và cái sự rút lui của các nhà đầu tư Trung Quốc diễn ra đúng vào lúc lãi suất tăng lên, gây áp lực suy giảm đối với cái thị trường bất động sản thương mại tại nhiều thành phố như Mỹ và châu Âu. Đây cũng là một cái điểm mà thực sự chúng ta có góc nhìn thế giới thì chúng ta có thể sẽ nhìn thấy được những cái vấn đề mà phía trước khi mà cái luồng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản của Việt Nam thì đến phần rất là lớn từ các cái nhà đầu tư của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ mở ra một cái báo cáo về cái thị trường bất động sản của Việt Nam dựa trên cái dữ liệu của trang bất động sản.com và một số cái nguồn khác, thì chúng tôi sẽ mở cho anh chị em và các bạn xem về cái report bất động sản năm 2018. Theo cái dữ liệu của bất động sản.com, chúng ta sẽ lướt qua. Anh chị chờ một chút. Cái dữ liệu này thì được thống kê bởi trang bất động sản.com nên là nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm hơn là cái dữ liệu cụ thể. Chúng tôi có dữ liệu đầy đủ luôn, đầy đủ khá là chi tiết. Có một bạn trên mạng thì có chia sẻ lại với chúng tôi. Theo cái đánh giá của trang bất động sản.com thì thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2019 nhờ tiền đề vững chắc từ nền kinh tế vĩ mô. Theo dự báo, GDP tiếp tục tăng trưởng 6,8% bằng với tốc độ năm 2018 với lạm phát được kiềm chế khoảng 4%. Và các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai hiện giảm giao dịch trong quý 4 năm 2018 nhưng sẽ có bước phát triển mới vào năm 2019 khi mà quỹ đất của thành phố Hồ Chí Minh không còn nhiều. Nhà đất tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh lân cận Hà Nội, tập trung nhiều khu công nghiệp Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam có thể rất sôi động. Một số huyện có thông tin liên quận hiện đã tăng trưởng cái lượng tìm kiếm lên rất là nhiều. Thì đây là cái báo cáo dựa trên cái việc tìm kiếm của bất động sản.com. Còn cái báo cáo của Saview, báo cáo nghiên cứu thị trường của Saview quý 3, kết thúc quý 3 đầu quý 4 năm 2018 thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một số cái số liệu mà chúng ta có thể quan tâm thêm về cái chúng tôi có tìm thấy một cái số liệu liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi mở chưa tìm ra được cái cụ thể.
để anh chị em và các bạn tham khảo, mà nó có vẻ là nó nằm ở đâu đó. Ok, tạm thời thì cái dữ liệu này chưa tìm ra thì chúng tôi sẽ cập nhật với anh chị em và các bạn trong cái thời gian sắp tới. Thì tuy vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn qua được cái tình hình của cái dòng vốn của nhà đầu tư Trung Quốc khi mà họ đến và họ đi. Họ đến thì họ sẽ đem tới cho thị trường bất động sản những cái làn gió mới. Thực sự là cái luồng tiền mà đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có thể cũng đã là một trong những cái nhân tố mà đẩy mạnh cái thị trường bất động sản của Mỹ năm 2007-2008 và gây nên cái cuộc khủng hoảng nhà đất của Mỹ năm 2007. Và khi mà họ rút đi như thế này thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái hoạt động của thị trường bất động sản của các nước. Thực sự là những cái nước lớn như Mỹ và châu Âu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Thì rõ ràng là cái luồng vốn mà đến từ các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc cận kề với chúng ta, thì nếu họ đến thì nó sẽ đem lại một cái làn gió rất là mạnh mẽ cho cái thị trường bất động sản Việt Nam. Vì vậy phải dè chừng với những cái đợt rút vốn của thị trường bất động sản, đặc biệt là những cái đợt rút vốn mạnh của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bởi vì từ trước đến nay thì chúng ta không lạ gì cái cách mà các cái thương nhân, các cái thương gia của Trung Quốc đến và đi như là một cơn gió. Tức là họ đến Việt Nam với cái câu chuyện là mua bán thì rất là nhanh, rất là mạnh và đẩy thị trường lên rất là cao. Vì vậy thì khi mà họ rút đi thì thực sự là chúng ta cũng phải cần phải rất là quan ngại, rất là quan tâm đến vấn đề này và đề phòng, gọi là coi chừng với những cái đợt bán tháo của những nhà đầu tư Trung Quốc. Bởi vì họ chuyên môn có một cái câu chuyện, nó là nhà những cái thương nhân có cái tính chất đầu cơ tích trữ rất là lớn. Họ đẩy thị trường lên ở một mức cao quá mức và có thể sẽ bán xuống, gây ra những cái bất ổn cho thị trường bất động sản trong giai đoạn 2019-2020 sắp tới. Chúng ta đừng quá tự tin vào cái câu chuyện là dựa vào cái luồng vốn nước ngoài để tăng cái những cái nhu cầu của thị trường bất động sản. Hãy tập trung vào những cái nhu cầu thực tế của người dân tại các khu vực, các địa phương để có thể phát triển bất động sản, cả về bất động sản căn hộ cũng như là bất động sản đất nền vững bền hơn trong thời gian sắp tới. Đừng để cái câu chuyện biến hoặc về thị trường bất động sản đã có một cái mức tăng trưởng rất là mạnh trong 3 năm trở lại đây, để rồi chúng ta tạo nên một cái đợt mà bong bóng lớn của thị trường bất động sản trong những năm sắp tới. Muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi từ từ. Thưa anh chị em và các bạn, là thị trường đã có nhiều năm tăng trưởng tốt trong những giai đoạn vừa qua 2015-2018. Cái việc chứng lại để chuẩn bị cho một cái chu kỳ tăng mới từ 1 tới 2 năm bắt đầu từ năm 2018 là điều cần thiết cho một cái thị trường mà được coi là khá là tăng trưởng và tích cực trong suốt 20 năm trở lại đây. Và thị trường bất động sản là một trong những thị trường mà nó nằm ngoài cái câu châm ngôn của ông bà ta là thời nào thức đấy. Bởi vì bất động sản luôn luôn là tăng trưởng tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực. Đó là điều mà chúng ta cũng cần phải được đánh giá một cách khách quan. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là sau mỗi đợt tăng trưởng thì thị trường cũng sẽ có những cái đợt chứng lại và chậm cái đà tăng. Cũng như là cái câu chuyện cần phải có một cái khoảng thời gian để ngừng nghỉ, để có thể tích lũy cho những cái đợt tăng sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong cái chương trình đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam, thế giới và những câu chuyện bên lề sự kiện mà tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng với nhóm và câu lạc bộ Tự Doanh Chứng Khoán.